Uh, chúng ta tổng kết bài học uh, nội dung bài học tổng kết bài học hôm nay có các vấn đề như sau chúng ta cần hiểu tóm lại những vấn đề như sau thứ nhất là chúng ta uh, so sánh quá trình cấu hình IP tĩnh và IP cấp phát động đấy chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc chúng ta thấy nếu mà chúng ta dùng IP tĩnh thì chúng ta nếu mà chúng ta bị sai chỉ cần sai sửa các thông số IP sắp đấy mắc để forward way dns như vậy là chúng ta phải À, nếu mà chúng ta chúng ta sai như vậy nó sẽ không truyền thông được. Và thứ hai là khi số lượng máy tính lớn là chúng ta phải đến từng máy làm việc như vậy nó rất là bất tiện với chúng ta. À, và thứ hai là khi chúng ta dùng cơ chế cấp phát động thì tự động máy server nó sẽ cấp phát cho các máy khách của chúng chúng ta với các ip mong muốn. Và thứ hai là trong cái hệ thống mạng mà có sự thay đổi thì chúng ta lên dùng cấp phát động. Đấy, thì bởi vì khi có sự thay đổi chúng ta sẽ từ dhcp server nó sẽ cấp theo cái giải chúng ta cái giải chúng ta cần cấu hình và như vậy là khi mà cấu hình cấp phát DHCP server rồi thì nó sẽ cấp phát cái địa chỉ IP của chúng ta rất là chính xác, không bị sai, không bị sai sót. Và thứ hai chúng ta hiểu về quá trình làm việc với giữa DHCP server và DHCP client. Đấy, quá trình xin quá IP nào, quá trình xin uh, thuê IP và quá trình xin uh, cấp mới như nào. Chúng ta xây dựng được uh, uh, DHCP server, chúng ta sẽ xây dựng được triển khai DHCP server cấp phát địa chỉ IP cho một subnet, cho một mạng con thứ hai chúng ta xây dựng được dhcp server DNA để cấp phát cho um, nhiều cái mạng con để, để nhằm uh, tăng cường hiệu năng hệ thống uh, hiệu suất của hệ thống và ví dụ chúng ta sẽ triển khai về nhà chúng ta có bài tập chúng ta một công ty ví dụ có 6 phòng ban chúng ta mỗi phòng ban một giải địa chỉ mạng thì chúng ta hãy xây dựng cái địa chỉ cái dhcp server cấp cho 6 cái phòng ban này thế bài học này đến đây là hết